Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài đó là thiết kế poster nhá. Để thiết kế poster thì đối với khi mà gặp khách hàng thì các bạn để ý cho tôi mấy việc như sau. Thứ nhất là khách hàng sẽ cung cấp cho chúng ta, thứ nhất là logo. Thứ hai, nội dung. Nhìn nội dung chưa? Chúng ta làm về bất động sản thì phải có nội dung. Và nội dung này nó sẽ đi theo chiến dịch của một cái khu vực. Ví dụ như là chung cư cao cấp hay cái gì đấy, được chưa? Logo này, nội dung này, hình ảnh này. Và thứ ba là những cái giá trị hình ảnh đó nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta nói nên là tại sao tôi này rất là mong muốn sở hữu một cái căn hộ như thế này. Nó nằm ở chỗ như sau. Một là hiện đại, giá trị về tiện ích, là hệ thống sinh thái đấy em, là có chỗ chơi này. À, vị trí đắc địa này, có thể là trung tâm thành phố là rất là dễ đi lại này, cách thành phố bao nhiêu này, hoặc cách trung tâm bao nhiêu này, được chưa? Thứ ba là cái giá trị là nói về túi tiền, nói túi tiền của khách hàng thì các bạn phải nhớ rằng là với một cái giá trị sở hữu thì bạn chỉ cần có ví dụ như 500 triệu thôi là các bạn sẽ xách vali và về ở luôn và sẽ được tính lãi suất phần trăm của ngân hàng, còn phần lại là ngân hàng và chính sách của cái bên bán, người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn trong vòng miễn phí, trong vòng lãi suất trong vòng 2 đến 3 năm hay 30 tháng, 24 tháng là 2 năm rồi, còn nếu mà vậy đi giá trị lãi suất là bao nhiêu, bạn chỉ cần có 500 triệu thôi, còn lãi suất sẽ được giảm dần theo biên độ và không tăng theo giá trị về thị trường chẳng hạn như thế. Thì cái câu chuyện là khi người ta bán, người ta sẽ rất là có nhiều cái tiêu chí để cho khách hàng có thể rất là mong muốn. Và với điều kiện là bạn chỉ cần có những cái tiêu chí là chứng minh tài chính hoặc thậm chí là chứng minh được thu nhập của bạn nó tốt thì người ta sẽ cho các bạn vay và các bạn mua nhà. Và các bạn yên tâm một điều rằng là người ta không phải thả gà ra để đuổi đâu. Mà các bạn nhớ nha, khi nào mà các bạn không, bạn mua nhà mà bạn không có giá trị tài chính thì bạn sẽ nợ ngân hàng, chính ngân hàng lúc ấy bạn làm việc ngân hàng, còn cái việc ngân hàng là người ta làm việc với chủ đầu tư và người ta sẽ đưa thẳng tiền cho chủ đầu tư thôi, còn việc còn lại là em nắm đâu em phải trả ngân hàng đấy, còn ngân hàng không phải mất công đi đòi các bạn, chỉ đến ngày thông báo tình tình là lãi suất của bạn bao nhiêu và bạn phải trả tiền bao nhiêu thôi. Các bạn hiểu cái điều đấy chưa? Nên là tại sao bây giờ trên trên thị trường chúng ta từ điện thoại đến tất cả mọi thứ là người ta có thể chơi trò lá gì vay cho vay, nhưng bản chất là lúc ấy là ngân hàng đã trả nợ cho mình rồi, trả hết cho mình rồi, mình chỉ việc trả ngân hàng thôi. Nếu bạn không đủ thời gian bạn trả và bị quá hạn thì tất nhiên nhà của bạn sẽ bị mất, và tất nhiên để muốn làm được điều đó thì ngân hàng hay đánh giá hoặc là định vị hay là gì nói về cái sản phẩm với bất động sản đấy của các bạn là sẽ là bao nhiêu tiền rồi và người ta cho bạn vay trong vòng bao nhiêu năm và bao nhiêu phần trăm nhá. Nào, trước khi vào điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái khổ giấy, và khổ giấy đây chúng ta thiết kế poster. Bạn có thể chọn 60 90, các bạn có thể thiết kế trên những ấn phẩm, và thường thường thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi thiết kế bạn có thể dùng cái cơ chế đó là RGB hoặc là CMYK nhá, RGB và CMYK. Nếu mà các bạn chọn vào CMYK thì một số hiệu ứng là các bạn không dùng được, nhưng RGB thì bạn dùng được hết tất cả những mọi thứ đấy. Thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta chọn là file, chúng ta chọn vào biểu tượng, chọn vào CMYK hoặc RGB. Bởi vì nếu mà các bạn thiết kế trên RGB thì các bạn có thể in full, in những cái in bạc, in vẫn được như bình thường nhá. Và tránh trường hợp mà bị sai màu thì các bạn có thể in test thử ở một cái chỗ in nào đó cho nó chuẩn xác nhá. Nào, vậy thì trước khi vào bây giờ thì chúng ta phải xác định một cái bố cục, thì tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như này cho các bạn. Khổ giấy là khổ giấy A4 và các bạn có thể tự phóng to ra. Lúc này các bạn sẽ dùng phím E và bạn có thể quét qua hai phía trên và căn ở phía trên như thế này. Nếu trong trường hợp mà ấn vào này nó không có tác dụng thì các bạn có thể ấn vào Shift F7. Lúc này nó sẽ có một cái biểu tượng căn chỉnh cho các bạn là căn chỉnh với khổ giấy hay không nha. Ví dụ các bạn tích vào đây là khổ giấy thì bạn ấn vào đây cho tôi. Nhìn thấy chưa? Đây là độ lười không đánh kích thước đấy, thì là phải đánh như này, còn không thì đánh kích thước ra thì đúng nguyên bản thì cũng được nha. Nhưng mà đây là lúc này chúng ta nói thêm tính năng này. À, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chúng ta tích vào đây thì nó sẽ bằng kích cái đối tượng rồi. Thực ra những cái tiêu chí mà những cái kênh hoặc những cái thứ mà các bạn chia sẻ trên mạng, nhiều lúc người ta bảo là nám này đúng ra em sai, không có đúng có sai trong trường hợp này cả. Mèo đen mèo trắng chả quan trọng, quan trọng cuối cùng là người ta bắt được chuột, đúng không ạ?
Vấn đề là ông làm đúng nhưng ông làm xấu thì nó không phải thiên về lệnh lệnh làm nhá, mà nó phải thiên về thẩm mỹ làm. Và cái thẩm mỹ đấy vào vậy có phải tư duy của thiết kế của chúng ta là gì? Tư duy ngoài thì thẩm mỹ xong thì có tư duy về thị trường, tư duy về con người. Tại sao tôi đưa ra một tấm ảnh mà cái tấm ảnh đấy khiến cho người khác phải tương tác vào? Bởi vì lý do làm sao? Nó khơi gợi được cái giá trị mong muốn của khách hàng. Thứ hai là đưa ra giải pháp của khách hàng, giải pháp cho khách hàng. Và thứ ba là được chứng thực. Và cái độ lòng tin nó nằm ở đâu? Thì đó là thương hiệu rồi nha. Chứng thực thương hiệu để một thương hiệu nổi tiếng nên nó do đâu ạ? Do nhiều khách hàng mua, có đúng không ạ? Và rất nhiều khách hàng comment về cái giá trị đó, được chưa? Thì các bạn làm được điều đó cho tôi thì trong một cái bản thiết kế của bạn sẽ đầy đủ tính chất để chúng ta lên trên sàn và thi đấu. Và lúc đó thì các bạn sẽ bán được sản phẩm qua giá trị về cái hình ảnh của các bạn nha. Nào các bạn nhìn vào đây cho tôi. Hôm nay sau khi tôi đã chọn xong một cái khổ giấy xong thì tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào phần plate. Lúc này thì tôi sẽ chọn một cái logo được gọi là Thiên Khôi. Đây là một trong những cái công ty bất động sản cũng rất là to nha. Và tất nhiên là cái giá trị người ta bán nhiều phân khúc, nhiều cái mặt hàng. Thì các bạn nhìn này, logo khi khách hàng gọi cung cấp cho chúng ta thì có hai loại. Một là bằng ảnh, hai là bằng vector. Bằng vector thì nhàn quá, bằng ảnh thì bắt buộc là các bạn sẽ phải đồ lại cái logo này. Và trong trường hợp nếu mà các bạn mà không muốn đồ lại thì cái ảnh này phải lớn, có ảnh kích thước phải to thì chúng ta chây ra phát được luôn, được không ạ? Nào các bạn nhìn này, trước khi làm điều đó thì chúng ta cứ chọn một cái tông màu theo đúng cái thương hiệu của nó, đó là chọn màu đỏ, nhìn chưa? Bước số 2 là các bạn sẽ chọn một cái logo này và bạn chọn vào image chây để biến cái ảnh này trở thành gì? Vector. Nhìn không ạ? Và trong cái ảnh này thì các bạn làm là có cái thông số này. Các bạn có thể đẩy cao lên thì tự khắc là nó sẽ chính xác hơn. Nhưng đôi lúc cũng phải nhìn bằng mắt là đẩy cao lên nó có tốt không, bởi vì đẩy cao quá thì nó sẽ bị tối thui. Hiểu cái này không ạ? Ok, nên là cái vấn đề về chỉnh sửa lại làm sao để cho nó sắc nét và nó gần với cái logo của mình nhất này. Ok, mình châm trước chỗ này. Và sau khi đã chấp nhận xong thì bạn sẽ ấn vào expand cho tôi thì biến toàn bộ tất cả giá trị này trở thành một tấm gì? Vector. Và vector thì được quyền phóng to thu nhỏ thoải mái. Nên các bạn lưu ý cho tôi là cái khả năng đối với một cái bạn thiết kế thì cái đồ lại cũng là một trong những cái yếu tố cần phải làm được. Chứ đừng có nói bạn là không, cái này em không biết đồ đâu. Đúng rồi. Vậy thì các bạn có thấy là nếu mà sau này nó sinh ra một cái con AI, các bạn biết là bây giờ rất nhiều người hay nói về AI đúng không? Nó có hiểu đồ được cái này không? Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta dùng quá nhiều AI thì đôi lúc cái kỹ năng máy của các bạn có thấp không? Cái gì cũng phụ thuộc mà, đúng không? Và chúng ta để mất đi cái bản năng của chúng ta về thiết kế. Các bạn nhìn này, tôi ấn là expand và sau đó thì đối tượng đã biến thành vector thì nó tồn tại dưới dạng group. Nên các bạn sẽ chuột phải chọn vào ăn group cho tôi và lúc này chúng ta tách bỏ ra. Và chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta xóa đi. Thế là logo chúng ta đã xong. Và logo này thì bạn sẽ dùng phím Y và chỉ ở đây cho tôi và dùng Ctrl G group lại. Xong. Thế là phần logo đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt logo ở vị trí nào? Logo của người Việt khi nhìn vào thì nó sẽ đi từ trái qua phải nên các bạn có thể thu nhỏ lại và đặt vào đúng vị trí. Được chưa? Sau khi đặt về đúng vị trí xong thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng như thế này và chúng ta sẽ chọn như thế này. Ok. Và chọn vào đối tượng xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ nạp tiếp tục đến một cái công đoạn thứ hai cho tôi, đó là gì? Đưa hình ảnh vào. Và logo thì các bạn để ý cho tôi nhỏ cái giá trị hình này. Hình này nhé. Hình này rất hợp với cái giá trị như sau, đó là gì? Cái nguyên tắc dùng hình khi mà làm về thương hiệu thì chắc chắn là hình đấy. Cái bố cục của chúng ta nó phải hợp với cái khung hình của đối tượng này. Cái nhìn thấy cái máy nhà thì chúng ta sẽ cầm và chúng ta nâng chuột xuống. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng này nó khá là giống với cái hình mà mình mong muốn rồi. Bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ cầm đối tượng này và phóng to lên cho tôi. Và trước khi phóng to thì các bạn lưu ý cho tôi một tí là tôi ấn Shift X và tôi sẽ chọn vào Ctrl Shift H để nó trắng màn hình. Và biểu tượng này thì tôi sẽ dùng phím X để tôi chọn vào cái nét của nó là màu vàng. Biết cái nét tại sao màu vàng chưa? X này đảo giữa nét và màu này, nhìn chưa? Nên là khi mình làm ấy, mình rất là thành thục cái việc này. Chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và cần vào đối tượng làm giữa. Đây. Sau khi đã làm xong thì chúng ta tạm thời như này và nội dung diện tích của chúng ta nó sẽ còn phần còn lại nó nằm ở chỗ khác.
Chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate. Ở đây tiếp theo một lần nữa thì cái này nó sẽ có một cái biểu tượng ảnh chính xác là ảnh gốc. Nhìn chậm. Và lúc này sau khi đã có ảnh gốc xong thì các bạn sẽ đặt vào vị trí cho tôi và thu nhỏ lại nhé. Cái này nó chỉ là ví dụ thôi, các bạn hiểu ý thôi chưa? Và sau khi đã chọn vào vị trí xong rồi, các bạn sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 cho tôi. Thậm chí là có nhiều bạn lại chọn đúng bằng cái diện tích của thiết kế của chúng ta. Không mất đi đâu mà vội. Đó, các bạn nhìn này chưa? À, sau khi đã làm xong thì đối tượng của chúng ta đã được xong thì chúng ta sẽ cho lên trên tất cả này, khung hình của chúng ta như này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quét qua tất cả đối tượng và cho xuống dưới để logo đọng đúng vị trí này được chưa? Hay là logo chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tẹo nữa, hay là logo chúng ta sẽ đặt vào đúng trung tâm. Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta đặt màu trắng, là màu trắng thì nó sẽ như này. Còn nếu mà chúng ta đặt như này thì chúng ta phải thêm vào giá trị lá khung màu trắng nó sẽ ra sao để cho nó nổi được logo của chúng ta lên. Thì đấy là việc mà chúng ta cần phải xử lý. Nhìn lên cái này của tôi chưa? Đặt lên đây cho nó vừa phải, đặt vào đúng vị trí nhá. Những cái vị trí này khi mà thiết kế cần phải cân đong đo đếm rất là nhiều, không thể qua loa được. Bởi vì khi em qua loa một cái nhỏ thì sau này những cái lớn em qua loa hết, và nó xây dựng cho chúng ta một cái nền tảng thiết kế là cái gì cũng sơ sài. Nhìn chưa? Chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái phương thức. Cái này tôi cho nuôi xuống một tí nữa. Chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng nó gốc và căn. Được chưa? Chọn 1, chọn 2, cái đối tượng nền ở dưới, và chúng ta xóa đi phần thừa bên ngoài một công cụ Shift M. Giữ phím An và loại trừ. Đấy, An loại trừ. Và việc còn lại bây giờ của các bạn đã xong thì chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái màu đỏ. Các bạn nhớ nha, tôi sẽ chọn vào đây Shift X là màu đỏ. Nào, màu đỏ nè. Sau khi đã có màu đỏ xong thì chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chuột phải chọn vào Make Clipping Mask. Làm cho tấm ảnh phải xuống dưới thì ảnh mới chui được vào khung. Đấy là nguyên tắc rồi. Và cái đến độ này thì Inut các bạn cũng không cần phải hỏi quá nhiều nữa. Chúng ta chỉ cần chọn thôi là tự khắc chúng ta vào. Và lúc này sau khi ảnh đã được chui vào thì các bạn để ý cho tôi là cái đoạn này đang thiếu. Nhìn chưa? À, chúng ta phải làm một cái hình thức trang trí, bởi vì nếu không có trang trí chúng ta sẽ vứt đi. Nên các bạn có thể tích đúc vào trong, bạn thu nhỏ vào đây. Không để cái cạnh mép của đối tượng này nó bị sát nhảy được thì chúng ta sẽ cầm đối tượng chúng ta phóng con nha. Nhìn chưa? Bước số 2, các bạn sẽ cầm đối tượng này và đưa ra ngoài và chuột phải cho tôi chọn ra cho ảnh chui ra. Và ảnh chui ra thì cái này không cần thiết nữa thì chúng ta sẽ có một cái khung nhá. Nhìn chưa? Và cái này thì chúng ta có thể dọn vào màu đỏ và chúng ta sẽ đẩy lui vào bên trong. Và cái này khi mà cho vào trong này xuống dưới can chun ngoặc vuông và đẩy vào bên trong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình tôi nộ ra là màu đỏ phần phía dưới, làm rất là nhanh. Nhìn thấy không ạ? Sau khi làm xong thì chúng ta quét qua cả hai cái này, nhìn nha, quét qua cả hai này cho xuống dưới tất cả thì logo xuất hiện. Rồi sau khi đã logo xuất hiện xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh này của chúng ta đang gặp vấn đề. Nhìn này chưa? Đang gặp vấn đề. Làm thế nào để nó chuyển vào nền? Bây giờ thì đầu tiên tôi sẽ chọn thẳng trực tiếp nó và chỉ vào đây, tôi lấy được cái màu xanh đậm. Nhìn chỗ này chưa? Và tại vì nó là một trong những yếu tố liên quan đến vật là chui vào một cái khung, nên các bạn có thể chơi một cái trò như sau. Bạn tích đúp vào cái này cho tôi. Có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ làm qua mặt nạ. Có hiểu nào qua mặt nạ không ạ? Tích đúp thẳng và trực tiếp vào đây là biến, ấn vào transparency nha. Bước 1 là chọn vào ảnh, nhưng ảnh này đã chui vào trong một cái khung rồi nên bạn chọn vào nó cho tôi. Bước 2 bạn chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Nhớ nha, to hơn hoặc bằng. Và nhớ là cái ảnh này, cái hình này to hơn hoặc bằng thì nó phải luôn luôn là gradient đen trắng, nên là các bạn chọn vào đen trắng giúp tôi. Nó đang có giải pháp là chuyển giao từ trái qua phải nên bạn dùng phím G, bạn kéo từ trên xuống dưới cho tôi. Các bạn có nhìn chỗ này chưa? Ở đây, chúng ta có thể kéo chờ chìm vào nền nha. Và trong trường hợp này thì các bạn sẽ phát hiện ra nếu chúng ta mang đi in thì gặp một cái vấn đề là sao bị cái vệt, nhìn thấy chưa? Nên là đừng có xem thường những việc này. Chỗ này bắt buộc phải chơi một cái trò sau là tích đúp thẳng trực tiếp vào vị trí màu đen của cái gradient đó. Và nhớ một điều rằng tất cả các thông số khi làm trên RGB thì phải là đều 100% hết CMYK. Các bạn để hết màu đen cho tôi như này thì cái đối tượng này sẽ chìm được vào nền. Có rất nhiều bạn là chuyển từ CMYK sang RGB
thì toàn bộ tất cả những cái giá trị chuyển đến đấy thì màu đen lại không phải là màu đen nữa, mà nó là chính là màu ghi ghi đen, nên là nó sẽ không chìm vào nền, nên buộc các bạn sẽ phải vào thông số chỉnh cho tôi 100% nha, thì là nó sẽ chìm vào nền nhá. Nhớ cái kinh nghiệm này và sau đó thì chúng ta sẽ làm xong, chúng ta rất nặng thế là xong. Bước số 1 của chúng ta đã xong rồi, nhìn chưa, kể cả bây giờ các bạn chọn màu gì nó cũng được nhá. Nhìn này, nhìn chưa, chúng ta có thể chọn màu đỏ y ngắn chỉ vào đây, nó nhìn thấy chuyển màu đỏ chưa. Ok, chuyển màu xanh nhá, các bạn nhìn này, tôi chuyển màu xanh nó cũng được, chuyển màu đỏ cũng được, hoặc thậm chí là chuyển vào thẳng trực tiếp vào màu này cũng được, có nhìn thấy không ạ, thấy chưa? Bởi vì bản thân của cái hình này nó chính là hình màu xanh, còn cái ảnh này chui vào bên trong thì là nó là ảnh của nó rồi nha. Phần thứ hai, sau khi đã làm xong cái phần này thì tôi sẽ cho nó một cái giải pháp logo, tôi kéo vào đây một tí, tôi đẩy vào đây một tí. Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái biểu tượng như sau. Tôi vẽ vào đây, đây là một cái tấm mà tôi sẽ làm, và cái này thì các bạn có thể được quyền giá trị như sau. Ví dụ bạn là thầy ơi, nhưng mà theo em nghĩ thì thầy nên chọn một cái khung hình nó phù hợp với giống như cái vừa rồi chúng ta đang làm đây. Chúng ta xoay dọc nhanh, và tiếp theo chúng ta chọn là P trừ và bớt điểm đi như thế này, và lúc này thì cái điểm này của chúng ta sẽ chạy lên đây, chọn 1, chọn 2, tích vào đây làm gốc, và chúng ta sẽ căn bằng mép ở phía trên cái đối tượng này, chúng ta sẽ phóng to ra như thế này. Sau khi đã phóng to xong thì bạn sẽ chọn ở phím ma cho tôi, chọn 1, chọn 2, chọn 3, và lúc này chúng ta kéo thẳng trực tiếp xuống đi qua cái chữ thiên khôi, và sau khi đã có chữ thiên khôi xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị đó là màu trắng nha. Bạn có thể chọn một cái màu trắng để thôi. Đối tượng này các bạn sẽ thu nhỏ xuống phía dưới thì có chữ thiên khôi rất là rõ ràng như này rồi. Và sau khi đã làm xong thì chữ thiên khôi quá to thì các bạn có thể thu nhỏ lại và làm sao để nó bằng một cái tòa nhà. Từ đây hất lên, từ đây hất lên. Cái biểu tượng này thì các bạn sẽ sổ xuống cho tôi sẽ thu nhỏ nha. Và sau khi đã làm xong, chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và căn đối tượng vào đằng giữa. Là xong. Sau khi đã có được cái này xong thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác như sau, là có thể là chọn vào gradient. Và cái gradient phía trên này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh. Được chưa? Và tiếp theo ở dưới đây là các bạn có thể chọn màu trắng, hoặc là các bạn có thể tích đúp vào đây, chọn màu xanh dương. Đấy không? Dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới như thế này, hoặc từ dưới lên trên như này. Cái màu xanh này dùng rất khó nên là không phải chúng ta cứ dùng bừa được nhá. Cái màu này mà đi vào màu đỏ như này là chuối nhá. Nhìn chưa? Nó chỉ dùng ở phần phía trên, nó không tách biệt như này này. Nhìn chưa? Phần thứ hai của các bạn là gì? Cái màu trắng này các bạn có thể chọn opacity dưới tầm khoảng 50%. Nhìn nhá, hay là 80%. Nhá, miễn sao nó nhìn xuyên qua. Và cái đối tượng này thì tôi sẽ chọn vào hòa trộn overlay thử xem nào, nó có được tươi không. Nhìn chưa? Màu sắc rất là tươi. Có miếng này, chúng ta chọn đối tượng Ctrl C và Ctrl F nên độ thứ hai thì nó sáng hơn. Có nhìn thấy này chưa? Và sau khi đã chọn xong cái này xong thì tôi lại chọn là phím G và tôi lại kéo điểm từ đây đến đây. Được chưa? Rồi cũng tiếp tục như vậy thì tôi sẽ khóa cái đối tượng này lại nhé. Các bạn nhìn tôi kéo ra này. Đối tượng này tôi sẽ dùng phím G và tôi kéo từ đây đến đây. Được chưa? Rồi cái đối tượng này 1, 2 chúng ta chọn vào đối tượng làm gốc và chọn vào căn chỉnh vào giữa đối tượng của nhau thì nó sẽ được như này. Nó sáng nhảy rồi. Bây giờ bạn muốn cho nó sáng ở giữa không thì tùy thuộc vào vấn đề là chúng ta chọn vào đây. Cái màu này các bạn sẽ đặt màu trắng ở giữa cho tôi và opacity tôi để 100%. Tiếp theo sau khi đã có 100% xong thì các bạn nhìn này, 100 này. Tiếp theo cái phần này chúng ta sẽ đặt màu xanh này giữ phím man kéo ra. Tôi cho hai cái xanh ở đây và trắng ở giữa. Nhìn em ạ. Hoặc là các bạn sẽ chọn vào cho tôi là đều là hai bên là màu trắng cho tôi. Hai đầu trên và đầu dưới là màu trắng và giữa là màu xanh. Các bạn có thể tích đúp vào đây cho tôi và tôi sẽ chọn màu trắng này. Cái này thì tôi sẽ để một cái biểu tượng là màu xanh vào giữa này. Màu trắng ra bên ngoài này. Tôi nhìn chỗ này nhá. Đấy nhá. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một miếng hình. Nhìn chưa? Và chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo từ đây đến đây này. Nhìn chưa? Và chúng ta kiểm tra lại là cái miếng hình này chúng ta là 100% xem nó là như nào. Nhìn không? Cái điểm này khả năng là tôi sẽ thay vị trí này. Tôi chọn vào vị trí 1, vị trí 2, chọn 1, chọn 2,
và căn vào giữa này, căn lên đầu này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi overlay ở chỗ này một thằng. Sau khi đã chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F lên hai thằng, nó tự khắc nó sáng hơn. Và sau khi đã có sáng hơn như này thì cái đối tượng này của chúng ta cần phải thay đổi. Một là các bạn sẽ thay đổi cho tôi âm bản, dương bản thì nó sẽ là màu trắng nhỉ. Nhìn chưa? Hai nhá. Hai là các bạn sẽ phải sử dụng hiệu ứng cho tôi, đó là cái đối tượng này. Chúng ta chọn vào biểu tượng như sau, là chọn vào phấn effect, chọn vào style, chọn vào drop shadow. Với cái drop shadow này thì các bạn sẽ chọn vào xy cho tôi bằng 0. À, bằng 0 như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta nằm ở giữa. Và cái này thì chúng ta sẽ chọn cho tôi một cái màu, đó là màu trắng tinh nha. Với màu trắng tinh thì không dùng multi được mà dùng normal. Và đã dùng normal thì cái này 100%. Và cái này thì độ lan tỏa của nó thì bạn lăn chuột xuống. Nhìn thấy không? Đấy nha, nó có hai sự lựa chọn. Bạn thích dùng kiểu gì cũng được. Nhìn thấy không ạ? Rồi, còn trường hợp thứ hai nữa là nếu mà bạn không dùng màu đỏ thì bạn sẽ chọn cho tôi nó là màu trắng tinh. Màu trắng như thế này. Và sau khi dùng màu trắng tinh xong thì chúng ta sẽ dùng tất cả các hiệu ứng này đối tượng bằng Ctrl C, Ctrl B. Và chúng ta sẽ đẩy xuống thì chúng ta có một cái hệ thống như này. Chuyển giao. Tiếp theo, sau khi đã chọn xong thì chúng ta chọn vào điểm số 1, giữ shift chọn điểm số 2 và kéo đối tượng này lên trên để nó bằng mép. Nhìn thấy chưa? Đây nhá, đây là những cái hiệu ứng mà chúng ta đang làm mà chúng ta chọn 50%. Nhớ một điều rằng tôi đang dùng trên hệ thống RGB nên là cái đối tượng của chúng ta luôn sắc nét. Và cái màu trắng này khi mà chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào drop shadow. Thì cái biểu tượng này các bạn đừng chọn là màu đen nữa mà hãy chọn cho tôi một cái màu xanh đậm. Nhìn chưa? Sau khi chọn màu xanh đậm xong thì hãy chọn về 0 cho tôi. Được chưa? Tiếp theo độ lan tỏa thì bây giờ chúng ta không chọn 1.7 mấy nữa mà chúng ta chọn vào như này. 0.1. Rồi nhìn thấy chưa? Và cái này các bạn sẽ giảm xuống 50% cho tôi, miễn sao nó có bóng. Thế là chúng ta đã được xong được cái phần thiết kế về logo. Nhìn chưa? Rất nổi nhá. Và tiếp theo này, cái hình này của các bạn nếu mà quá nổi, bạn có hai sự chọn. Một là bạn sẽ xóa cái này đi. Nhìn chưa? Hai là bạn sẽ thay thế cho nó bằng cách là chúng ta sẽ chọn ra. Chúng ta có thể chơi cái trò là vào bóng giữa. Nhìn bóng giữa chưa? Và chúng ta sẽ dùng phím G và chúng ta kéo từ tâm này hất ra ngoài như này. Sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái vùng màu trắng này này, chúng ta sẽ để vào 0%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy thủng chưa? Chúng ta kéo ra ngoài này, nó sáng hơn bình thường một độ. Đấy. Rồi tiếp theo, tại vì nó là RGB nên là các bạn sẽ chọn được cho tôi giá trị về hình tròn. Và hình tròn thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu, đó là đen trắng. Và sau khi đã chọn đen trắng xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hiệu ứng như này. Nhớ một điều rằng tất cả những giá trị màu đen của đối tượng của chúng ta sẽ là gì? Chọn vào đây. Hãy chọn cho nó một cái thông số liên quan đến toàn bộ là màu đen như này. Đen xì như này thì hòa trộn nó sẽ làm sao? Nhìn chưa? Chúng ta sẽ chọn là 100%. Chúng ta chọn 100. Nó không nhảy được này. Được chưa? Sau khi đã chọn xong được cái này biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là khi được hòa trộn thì nó sẽ chúng ta làm sáng ngày. Hoặc chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào canner thì các bạn có nhìn phát quang không? Và phát quang này thì bạn nhìn lại đặt nha. Nhìn cho nó chìm lên chưa? Thì cái điểm này cái kéo bẹt vào đây cho tôi và cái này kéo lên đây cho tôi. Đây là làm những cái tia sáng để chúng ta tự làm nhá. Còn cái vấn đề hiệu ứng thì thiếu gì. Chúng ta đặt vào đây cho tôi. Và giữ phím an chúng ta kéo sang bên này. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo cái phần này của chúng ta giữ phím an chúng ta đặt vào đây và dùng công cụ C. C là công cụ biến thành viền này. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Sau khi tích vào đây xong thì các bạn sẽ chọn vào đối tượng này và chúng ta xóa này đi nhá. Chúng ta dùng Shift X. Nhìn chưa? Với cái công cụ Shift X như này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hệ thống đường viền của chúng ta hai bên là màu. Nhìn nhỏ chưa? Tiếp theo cái viền này của chúng ta nó sẽ là màu trắng. Nhớ nhá, chúng ta sẽ chọn vào đây và toàn bộ tất cả những cái biểu tượng này X. Nhìn này chưa? Các opacity này tôi sẽ để là 100. Tiếp theo cái này là màu xanh. Và sau khi đã làm màu xanh xong thì bạn hãy chọn cho tôi đặt đúng vào trực tiếp chỗ này. Và cái biểu tượng này các bạn nhớ cho tôi là hòa trộn không phải overlay nhưng mà tôi có thể dùng hòa trộn color. Nó bắt sáng hơn. Được chưa?
nhìn cái đường chúng ta làm thiết kế là chúng ta phải làm kỹ. Từ những cái giá trị như này các bạn sẽ cầm, các bạn có thể kéo xuống là trực tiếp từ đây. Và những cái này các bạn hạ trọng tâm xuống cho tôi rơi tầm khoảng 30%. Nhìn thấy không ạ? Là một cái đối tượng mà chúng ta phải làm quá mất nhiều thời gian, nhưng nó sẽ khi mà phóng to và in ra đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ chuyên nghiệp. Còn nếu mà các bạn không làm được điều này thì lấy đâu ra một cái giá trị để người đánh giá? Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì đừng quên mất là chúng ta ấn vào Ctrl+S và save nó lại. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xếp nó lại ra biểu tượng một cái gọi là thiết kế, kế poster bất động sản. Rồi. Và nhớ là nó sẽ xếp lại 2020 cho các bạn. Cái màu đỏ này các bạn đã có được đây rồi. Cái thứ hai của các bạn là hãy chọn cho tôi một cái nền gradient. Nhớ nhá, gradient là nghĩa sao? Chúng ta sẽ chọn một cái gradient có sẵn và tạm thời nó là màu đen đây ạ. Và lúc này các bạn để ý cho tôi là tất cả những cái màu này thì các bạn cứ chọn vào biểu tượng nhá, x này, màu đỏ này, nhìn chưa? Thì nhớ là từ phiên bản 2020 trở đi đến 2023 hay cái gì đó thì các bạn hãy nhớ cái bút nó quan trọng, bởi vì không thích vào bút mà bạn chỉ thẳng vào màu thì ngay lập tức là cái này nó sẽ ra một cái màu bền luôn. Nên các bạn nhớ cho tôi tích vào đây và chỉ vào đây phát được luôn. Tiếp theo bạn sẽ chỉ vào bên màu trắng cho tôi và cũng tương tự như vậy chỉ phát được luôn hai bên. Nhưng cái điểm giữa của các bạn muốn là gì? Đậm hơn thì bạn thêm một điểm đậm, đậm hơn cho tôi này. Từ cái điểm đậm này bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn thích đúp vào. Thích đúp vào thì bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng là chúng ta sẽ làm sáng lên, thì chúng ta cầm này sáng lên. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tôi sẽ chọn vào CMYK và cái này thì các bạn sẽ tự chọn. Hai là bạn sẽ chọn vào một cái màu, ví dụ cái điểm này nhá, bạn có thể chọn vào đây, bạn chọn là màu đỏ tinh nhai và chúng ta sẽ thiên về tông nhai, tông hồng gạch nhai, ấn ok, nhìn chưa? Và chỗ giữa này của chúng ta phát sáng. Tiếp theo, sau khi đã làm xong cái này thì bạn sẽ chọn cả cái đối tượng này cho tôi và chọn vào hiệu ứng, đó là effect. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng style và chúng ta chọn là inner ground, thì lúc này nó sẽ có bóng bên trong, thì cái bóng bên trong nó đang là màu trắng. Các bạn có thể lăn chuột đi để nó làm sao lan tỏa ra. Có nhìn thấy chỗ này chưa? Và sau khi lan tỏa xong thì các bạn sổ xuống chọn overlay thì màu này nó sẽ là nhuyễn vào nền cho các bạn. Và cái này tôi sẽ tăng lên 100 trọng. Được chưa? Và sau khi đã có 100% xong rồi thì các bạn để ý cho tôi này. Lúc này cái đối tượng của chúng ta nó chưa được rõ nét như này thì chúng ta có thể nhân bản cái này được không ạ? Chúng ta cầm đối tượng này chúng ta copy ra ngoài và chuột phải chọn vào biểu tượng là ảnh ra ngoài. Tiếp theo cái đối tượng này của chúng ta sẽ chọn một cái thuộc tính như sau. Chúng ta sẽ chọn vào hiệu ứng nhá, các bạn nhìn này, effect, chúng ta chọn vào style và chọn vào inner ground tiếp theo một lần nữa. Nhìn thấy chưa? Từ cái này các bạn sẽ chọn vào cho tôi ấn ok và thuộc tính của chúng ta sẽ làm sao? Nếu trong trường hợp này tôi chọn vào overlay, bạn có nhìn thấy xuyên qua không ạ? Nhìn chưa? Và chúng ta có thể làm cho nó dạng mất màu được không ạ? Và cái này thì các bạn nhìn này, chúng ta chọn Civic nhà này. Chọn cái này nét vào viền màu trắng kìa. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này đọc vào đây. Đây là sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền của chúng ta nó có một cái sắc độ như thế này. Nhìn thấy không ạ? Và sau đó thì cái phần sắc độ của chúng ta đã có xong phần nghiên khôi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái công đoạn nữa là chúng ta cầm đối tượng này. Nhìn thấy chưa? Chúng ta giữ phím mang hoặc là chúng ta sẽ giữ phím mang copy nhé và thu nhỏ lại đối tượng nhé. Và sau khi thu nhỏ xong thì bạn sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 cho tôi. Chọn 1, chọn 2 và chọn vào đối tượng sang bên tay trái. Chọn 1, chọn 2, ấn opacity rơi tầm khoảng 50-60%. Ok, chúng ta sẽ chọn tiếp theo một lần nữa là 30%. Đấy, về cái khung hình của chúng ta đã ra một cái không gian vào buổi tối rất là đẹp nha. Và tiếp theo nữa này, sau khi mà làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi những cái biểu tượng liên quan đến về sở hữu ngay. Nhìn thấy chưa? Chúng ta... Đây là cái câu mà người ta sẽ là câu để bắt mắt này, Ctrl X. Và chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ tích vào đây.
Và lúc này thì chúng ta hãy chọn cho tôi một cái text của chúng ta, đó là chọn về biểu tượng là hình luận. Với biểu tượng này các bạn có thể chọn vào UTM. Và sau khi UTM xong thì hãy chọn một cái phông chữ nó cứng. Hãy chọn một cái phông chữ cứng nha. Còn phông chữ thường thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì nó sẽ có nhiều yếu tố, nên là chúng ta cứ chọn cái phông nào mà nó cứng, nó dễ nhìn, nhìn xa mà, thì chúng ta phải làm cho nó dày lên. Nhìn xa thì khách hàng mới nhìn được, chứ còn nhìn gần như này thì không nói nhá. Và chúng ta sẽ chọn vào phông chữ có thể là bold đậm. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là chữ này, tôi sẽ ấn vào Ctrl X, tắt riêng ra để làm cho nó dễ. Rồi, tiếp theo chọn vào thêm một cái phông nữa để chúng ta sẽ sở hữu hai phông thôi. Phông này đủ to chưa? Chúng ta sẽ chọn một vài phông. Nhớ là phải chọn phông nó phải cực kỳ lớn để chúng ta sẽ làm được ngay. Được chưa? Chúng ta có thể chọn vào đây. Các bạn có hai sự lựa chọn, một là cái này các bạn sẽ chọn vào cho tôi y và chỉ vào đây là màu nhá, thì nó đập trên nền này là chắc chắn là ok rồi. Được chưa? Và đủ lớn để của chúng ta có thể đặt ra, phông chữ của chúng ta có thể nằm như này. Đối tượng này của chúng ta cũng có thể là y ngắn và chỉ vào đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào đây là căn sang bên trái, bên tay phải cho các bạn. Tùy theo tính chất nhá. Cái phông chữ mà chọn như này thì nó hẹp ngang, thì chúng ta trình bày diện tích rất là lớn. Tránh trường hợp là bạn sẽ chọn cái phông chữ này nó dài ngang. Dài ngang thì mình không viết được nhiều đâu. Đặc biệt các bạn thiết kế trên standy, các bạn hãy chọn phông chữ dày nhưng mà nó hẹp thôi, thì nó sẽ trình bày được nhiều diện tích cho các bạn. Được chưa? Cái này các bạn có thể sở hữu như thế này và đẩy như này. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì cái này của các bạn có thể chọn cho tôi những cái màu sắc, ví dụ tích vào đây. Chúng ta đẩy xuống như thế này. Việt Nam mình thì rất là thích cái kiểu chữ nó phải vàng, sau rồi trông nó mạ vàng, trông nó quý phái, đúng không? Ok, và chúng ta sẽ chọn vào đây thì cái này của các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu ghi, hoặc là các bạn sẽ chọn vào như này, hoặc các bạn có thể chọn một cái phông chữ khác nó có thể gầy hơn nha. Ví dụ, tại vì là lúc này khi mà mình làm thì mình cũng sẽ phải tự làm những cái thiết kế của chúng ta. Đấy, còn cái phông chữ UTM thì các bạn đã có quá quen thuộc rồi, đúng không? Được chưa? Chúng ta có thể chọn nhá. Ví dụ như là UTM Evo như này. Được chưa? Và cái phông chữ UTM Evo thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái phông chữ đó là nét mảnh. Và với phông chữ nét mảnh thì giữ phím an bạn đẩy như này cho tôi. Ở trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái nó chầm xuống một độ, chầm xuống một độ, hoặc là chọn này. Đấy nha, chầm xuống một độ cho tôi. Để nó rõ chính phủ nhá. Rồi, chọn một đối tượng, chọn đối tượng hai, và chúng ta tạm thời chúng ta đã có một cái cụm chữ như thế này đã. Và phông chữ thì chúng ta nhớ một điều rằng thử chọn cái phương pháp là text của chúng ta sẽ chọn vào nét chữ thường hay là chữ như này. Cứ tạm thời để như này đã. Tiếp theo cái phông chữ của chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về khung hình. Tôi có ba cái khung hình. Ở đây thì tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào page. Nó có một giá trị như sau là tiện nghi, vị trí và nội thất sang trọng. Nó có ba cái đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí như sau. Tiện ích nhá. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Nhìn đi ạ. Với ba cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và xoay góc độ lên như này. Nó vào đúng khít cái vị trí này, nhìn chưa? Chọn một, chọn hai và chọn vào đúng vào căn vào giữa đối tượng của nhau. Trong trường hợp này nếu mà nó không thích đẹp thì các bạn có thể đổi đảo chiều cho tôi. Ví dụ cái này có thể đặt sang đây, đặt xuống đây. Sau đó bạn sẽ đặt cho tôi một cái biểu tượng thứ hai nằm ở đây. Và tiếp theo là bạn sẽ làm cho tôi một cái giá trị này từ đây này, xuống 3 này nha. Có hai sự lựa chọn cho các bạn, 1, 2, 3 và chúng ta sẽ đặt sang trái xem có được không. Đấy nha. Chúng ta có thể lựa chọn. Tiếp theo là bạn có thể chọn 1, chọn 2, chọn 3 và xoay góc độ lên được không? Bởi vì chúng ta sẽ tìm được điểm khớp của đối tượng.
Ví dụ trong trường hợp này nó không khớp này, thì vậy thì trong trường hợp này tôi xếp ngang ngay như này có được không ạ? Chọn 1, chọn 2, chọn 3 thì tôi sẽ đặt vào đây. Đây là đối tượng số 1 của chúng ta đặt như này. Rồi tiếp theo này, từ cái này 1, 2, 3 như này hơi cao, tôi sẽ thấp xuống được không? Sau đó thì các bạn sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3 đặt ra ngoài như này cho tôi. À, text của chúng ta sẽ đặt vào đây, đặt vào đây. À, chúng ta sẽ chọn vào đây, vị trí của chúng ta đặt vào vị trí như này được không? Hay đặt vào vị trí đây? Nhìn nhá. Và chúng ta sẽ chọn vào từng đối tượng của chúng ta. Nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ đặt vừa khít đối tượng của chúng ta bằng cách như sau. Chúng ta sẽ tích vào đây, kéo này xuống cho tôi. Chọn 1, chọn 2 và căn vào đối tượng nằm giữa. Sau đó để các bạn sẽ đẩy bằng tay lên cho tôi. Sau đó để phóng to lên để chúng ta sẽ đặt vào chính xác hơn. Giữ shift cho chính xác. Sau khi đã có xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là chọn 1, chọn 2, chọn vào đối tượng gốc và căn báo bằng đầu. Chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng gốc và căn bằng đầu. Tiếp theo chọn 1, chọn 2, nhìn nhá, căn chun G. Nhìn căn chun G chưa? Để hai thành là 1 thì chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng gốc thì chọn vào đây thì tự khắc vào giữa. Thì yên tâm một điều rằng cái khe hở chỗ này này và chỗ này nó bằng nhau. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ tách ra cho tôi bằng ăn group nhá. Và lúc này thì việc của các bạn là gì? Chúng ta sẽ chọn một thuộc tính như sau. Chọn vào vị trí nào ở giữa bây giờ. Cái này giữa, cái này hai, cái này phức tạp thì tôi sẽ chọn cái đơn giản nhất là nằm ở giữa nha. Chọn 1, chọn 2. Cho xuống dưới tất cả, chọn vào đối tượng số 2 và chuột phải clipping mark một thằng. Với cái biểu tượng như này thì bạn tích đúp cho tôi và lúc này chúng ta sẽ phóng to cái này lên để tràn khỏi màn hình cho các bạn. Và có thể dịch chuyển sang trái để lấy được cái không gian cảm giác là nó có view. Nhìn chưa? Chọn nội thất là phải như này. À, nội thất sang trọng. Cái nhà này bên trong nội thất là ngon rồi. Rồi, tiếp theo. Phần thứ hai này tự nhiên nó có bể bơi. Ông nào mà thích bơi nhìn cái đây chắc chắn là sẽ thích. À, tiện ích xịn nhờ. Ok, vậy đặt sang bên trái. Chọn 1, chọn 2 của tôi cho xuống dưới. Chọn 1, chọn 2 và chọn vào clipping mark là chọn vào can cho số 7. Tích đúp vào đây và chúng ta lại cũng tương tự như vậy và phóng to ra. Phóng to ra. Và vấn đề là phải chọn làm sao cái góc view nó dễ đẹp nhất. Sang bên trái thì xem nó có đẹp không. Thế nha, tùy theo tính chất của các bạn sẽ chọn lựa cho tôi. Được chưa? Thế là chúng ta đã có góc độ số 2. Thứ 3 là vị trí đắc địa, trung tâm thành phố. Đây. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và căn chôn số 7. Tích đúp vào đây. Cái này nhiều lúc mà khi người ta làm ấy, người ta không còn nói là người ta đưa một cái bản đồ vào đây. Nhìn thấy cái bản đồ không? Không cần nói mà người ta nhìn vẫn biết là nên mua. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi đã có xong thì toàn bộ tất cả những cái tiêu chí này các bạn có thể chọn cho tôi một cái mạ vàng. Giữ phím An kéo ở đây, chuột phải, ungroup ra, tách ra. Ctrl An Shift số 7, các bạn chọn vào Object, chọn vào Clipping Mask và chọn vào Ctrl An 7. Lúc này bạn sẽ tích vào đây cho tôi và xóa bỏ cái này đi và khung nó vẫn còn nên là tôi sẽ đặt ở đây. Lúc này chúng ta lợi dụng một cái giá trị như sau là có thể điểm vàng được không? Đây, thì trong trường hợp này nó rất là dễ như này cho các bạn nhìn này. Chúng ta chọn vào Ctrl O. Trong phần này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hiệu ứng mà chúng ta đã từng gặp rất là nhiều rồi. À, chúng ta có một cái vàng gold. Đâu rồi? Chọn vào biểu tượng ổ e. Chúng ta chọn vào biểu tượng tư liệu. Đây rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ G của chúng ta đặt như này. Đấy chưa? Đây đúng không? Và sau khi đã chọn xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng và chúng ta tích open lên. Với cái này thì nó rất là đơn giản thôi, các bạn có thể sưu tầm. Các bạn tự làm cũng được, chả sao cả. Không có thì tự làm. Tự làm lấy bằng ảnh và chỉ màu thì cũng ra thôi. Nhưng mà vẫn rồi các bạn thích làm thì bạn sẽ chọn ở đây cho tôi. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế thì chúng ta ấn Ctrl V. Bởi vì màu nó là RGB giống nhau nên là chỉ việc là chọn Y ngắn, chọn vào đây. Thế là chúng ta đã có được cái hình rồi. Và cái này tôi xác định nó là cái viền nên là các bạn có thể tự chọn là Shift X. Và Shift X xong thì các bạn chỉ cần chọn cái biểu tượng này đặt vào đúng vị trí thôi. Nhìn chưa?
Và cái viền này thì các bạn nhớ cho tôi là sau khi tôi đặt xong, chọn vào một, nhìn nhá, chọn vào hai, tích vào đây, căn vào giữa. Cái viền này chưa đủ lớn thì các bạn có thể tăng lên giá trị là rơi tầm khoảng số 2 để làm sao cho nó lớn hơn. Từ cái này các bạn sẽ kéo lên cho tôi. Làm thì nó rất là đơn giản, là chọn một, chọn hai và căn vào giữa đối tượng của nhau. Được cái thứ hai và tiếp tục đến cái thứ ba, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Cho nên trên tất cả, chọn một, chọn hai và căn vào giữa. Rồi, căn nhá. Ồ. À, cái ảnh này chúng ta bị thiếu, chúng ta tích đúc bên trong. Chúng ta sẽ xé cái này này thì nó mới đúng được. Rồi, đã xong. Nhìn chưa? À, các bạn có hai sự lựa chọn là một, chọn là hai, chọn là ba, chọn ba cái này, chọn vào. Đây là nét của đối tượng của chúng ta. Và chúng ta được quyền thay đổi cái chiều hướng của nét của chúng ta đang là cái này, thì chúng ta chọn là 180, enter như này. Thì toàn bộ cái màu sáng này sẽ đặt lên phía trên. Nhìn này không? Rồi, à, sau khi đã làm xong, chúng ta chọn đối tượng số 1. Chúng ta chọn vào effect, chúng ta chọn vào style, chúng ta chọn vào inner ground để nó có cách phát sáng, nhìn thấy phát sáng như này chưa? Chúng ta chọn vào 0.3. Rồi sau khi chọn 0.3 xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó phát sáng này. Hoặc là các bạn có thể chọn vào 0.5 cho tôi. Nhìn chưa? Và cái này các bạn đừng để là 100 nữa mà chỉ đặt là 50% thôi. Nó đủ sáng nhảy được rồi. Hoặc nếu mà bạn chỉnh lại, nhớ nhé, đang mang hiệu ứng rồi, thì bạn có thể chọn vào cái appearance này, thì đây chính là phần của chúng ta tích đúc vào đây. Thì lại chỉnh lại dưới tầm khoảng 7 năm. Sau khi đã có 7 năm xong rồi, cái hiệu ứng này đã có, thì làm thế nào để chuyển sang cái thứ hai. Thì nhớ một điều rằng là trong cái graphic style này của các bạn, là bạn cầm cái này, ném thẳng vào trực tiếp cho tôi. Nhìn chưa? Và sau khi ném thẳng xong thì chọn vào đối tượng này và chỉ vào đây thôi. Chọn vào đây, chỉ vào đây, có nhanh không? Và nên làm những cái việc đó. Tất cả hiệu ứng về về cái biểu tượng này của các bạn này nên làm như vậy. À, sau khi đã chọn xong rồi bên này thì tôi sẽ đảo chiều sang bên này. Hoặc là thậm chí là của cái này của các bạn là bây giờ tại vì nó đều rồi nên là tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo xuống nha. Tôi gõ vào giá trị rơi tầm khoảng 30%. 30. 50 trước. Sau khi đã có 50 xong thì từ đây đến đây tôi sẽ giữ phí man, tôi copy xuống một này nữa. Tôi gõ vào đây là 30. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường nét của chúng ta nó rất là sắc nét. Nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp theo cái hình này của các bạn nhìn nhá. Cho xuống dưới này, tan chuông ngọc vuông này. Nhìn chưa? Từ cái này của các bạn sẽ cầm đối tượng này cho tôi. Giữ phí man và đẩy lên trên đây và tôi sẽ loại trừ ông này đi. Shift M. Và sau khi shift M xong thì sẽ dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây để lấy gradient. Và sau khi đã có gradient xong thì bạn sẽ cầm cái đối tượng này và đẩy vào đây. Cho nên trên tất cả nhá. Nhìn chưa? Đấy nha, chúng ta sẽ đặt vào đây. Còn nếu mà trong trường hợp này mà nó bị to quá hoặc như nào đó thì các bạn có thể bỏ qua và chúng ta chỉ dùng màu đỏ thôi. Ba đối tượng này chúng ta sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng, giữ shift loại trừ nền và kéo thẳng trực tiếp từ ngay xuống. Nha, giữ shift này, tạo thẳng xuống nha. Đẩy lên bằng tay. Và sau khi đẩy lên bằng tay xong thì cái đối tượng này của chúng ta sẽ đẩy luôn vào trong nha. Được chưa? Toàn bộ cái màu nền dưới này tôi không để màu đen nữa mà tôi sẽ chọn vào một cái gradient màu xanh. Xanh đậm. Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh đậm. Hoặc là chọn một cái màu đỏ đậm. Nhìn nhá. Cái này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là đỏ đậm của chúng ta tích đúc vào đây là một màu xanh màu đỏ này. Tiếp theo là tích vào đây này sẽ có một màu đỏ đậm hơn này. Và chọn vào bóng bên tròn này. Nhìn này chưa? Và sau khi đã có màu đỏ rồi thì các bạn sẽ xử lý cho tôi những cái nền này cho chúng ta là có thể chọn vào đối tượng. Và cái nền này thì các bạn sẽ chọn vào đây và chọn thẳng trực tiếp cái bút và lúc này chúng ta chọn vào đây để đẩy đậm này. Đảo ngược này. Nhìn chưa? Và sau khi đã đảo ngược xong thì chúng ta dùng phím G và chúng ta đặt tâm sáng nó nằm ở đây, chúng ta kéo ở đây.
Rồi, tiếp theo là cái màu đỏ đậm này các bạn sẽ nuôi vào trong cho tôi một tí. Và cái này thì tôi sẽ đẩy một tí màu xanh vào đây. Thì tôi sẽ nhắc lại cái lệnh mà mình vừa đang làm. Chúng ta sẽ thiên về đỏ và thiên về xanh tím. Được chưa? Nó sẽ đậm màu hơn rất là nhiều và lúc này chúng ta dùng phím G và chúng ta kéo. G nhá. Đấy, thì nó sẽ tạo ra chiều sâu cho cái thiết kế của các bạn. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tổng quan rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái này. Và cái này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là tách ngang. À, có thể là tôi sẽ chọn vào chữ này, đặt vào giữa. Tiếp theo chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đối tượng của chúng ta nằm ở giữa nhau. Và chữ này thì chúng ta sẽ chọn vào cho nó bé một chút xíu. Lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi cái text của nó, có thể là chữ in hoa. Chọn 1, chọn 2 và chọn vào đối tượng giữa. Cái chữ này của các bạn thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái chữ màu trắng này. Chữ trên thì các bạn có thể chọn là chữ màu vàng này. Và tách chữ thì khi mà các bạn muốn nhận được màu vàng thì buộc là chúng ta phải làm một cái hiệu ứng như sau. À, không muốn là convert, bởi vì là khi convert thì cái khách hàng người ta yêu cầu sửa chúng ta rất là mệt. Nên buộc là các bạn sẽ phải add new fill này. Sau khi add new fill xong thì bạn được quyền chọn y ngắn và chỉ thẳng trực tiếp là lấy được luôn cái màu. Và cái màu chữ này chưa đẹp lắm, bình thường thì tôi hay dùng màu của cái này. Tôi dùng Ctrl C. Sau đó sang file thiết kế thì sang bên Ctrl V nha. Biểu tượng này dùng phím y ngắn và chỉ lại để lấy màu. Và toàn bộ tất cả cái màu này thì đừng dùng ngay, mà hãy quay trở về cái thuộc tính của nó. Thì cái màu này tôi vứt đi, màu quá đậm. Giữ phím man kéo này sang để lấy màu. Và không bao giờ dùng nhảy, dùng phím G kéo từ trên xuống dưới nhảy. Màu chúng ta sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều. Nhìn chưa? Cái biểu tượng này nuôi vào trong một tí. Cái này nuôi vào trong một tí. Ví dụ cái trường hợp này mà không thích thì bỏ cái này đi và giữ phím man kéo này sang bên này. Nhìn thấy không ạ? Cái này chúng ta sẽ đẩy sang bên này. Chúng ta giảm đều ra. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn nhớ là đối tượng này của chúng ta cần phải ấn vào Ctrl G kéo từ trên xuống dưới này. Chữ thì không bao giờ sáng được nên là các bạn lưu ý là cần phải làm một cái thao tác buộc nha. Giữ phím Alt copy ra ngoài. Cái này sau này tôi sẽ làm bóng riêng. Ctrl C, Ctrl F. Hòa trộn đầu tiên là làm sáng ảnh đã để cho cái chữ chúng ta bắt mắt hơn. Nhìn nhá. Và cái này nó đủ độ sáng không, nó tùy thuộc với cái này của các bạn. Ví dụ các bạn đánh 8-6 thì nó vừa sáng rồi. Tiếp theo phần này của các bạn này, Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa cho tôi. Và lúc này dùng Shift X để đảo ngược để lấy viền. Nhìn này chưa? Và sau khi đã có viền xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái thao tác. Nhìn nhé, cái này là 100. Và tiếp theo này, cái viền này nó đang trùng với cái đường chuyển động của các bạn. Nên buộc chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là gradient. Đây nhá. Để tôi chọn cái biểu tượng này. À, kéo ra ngoài này thử đặt xem nhá. Chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc. À, chúng ta sẽ làm mất màu này. À, cái này là bên trong của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào đây, thuộc tính của nó này. Chúng ta sẽ chọn vào cái default này của chúng ta này, nhìn chưa? Kích đúp vào đây. Màu của chúng ta là màu gì thì chúng ta sẽ xóa đi, còn nếu không thì chúng ta sẽ đặt cái này nữa rồi. À, ví dụ sau khi đã có cái này xong thì chúng ta ấn vào phím X và chọn cho tôi một cái màu sắc đảo ngược nó đi. Ví dụ trong trường hợp này đánh vào 0. Và sau khi đánh vào 0 xong thì chúng ta sẽ đặt vào đúng vị trí này. Chọn 1, chọn 2 và chọn vào căn vào giữa. Đó. Sau khi căn vào giữa xong thì cái biểu tượng này nét của các bạn đã có rồi thì các bạn hãy chọn cho tôi là 100%. Tiếp theo, các bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F thêm một lần nữa để cho cái viền nó lớn hơn. Nha. Đấy, chữ của các bạn có thể làm như này. Còn nếu trường hợp mà ví dụ gặp một cái trường hợp mà chúng ta bị trong trường hợp như vừa rồi
Thì bạn nhìn thấy cái default này, các bạn sẽ tích vào biểu tượng cho tôi là tích vào đây. Chúng ta sẽ đầy quyền mất opacity đây. X. Cái này chúng ta sẽ kiểm tra lại là 100%. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào đây, Ctrl. Tôi sẽ chọn vào cái này làm lại cho các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F này, chúng ta sẽ chọn vào hòa trộn này. Làm sáng này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi này, tiếp tục chọn vào đây Civic. Cái biểu tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta là 100%. Và cái màu này thì của chúng ta sẽ cho vào thuộc tính của cái appearance này. Đây, cái màu này của các bạn thì cho vào thuộc tính là mất màu, chỉ để viền thôi. Đấy, sau khi đã có viền xong thì bạn đặt vào đúng cái chỗ này cho tôi. Ở đây thì các bạn cứ đặt viền trước cũng được. Có thể đặt lệch, có thể đặt sang bên tay trái. Sau khi xong thì các bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho tôi và dùng hòa trộn nhá. Lúc này thì cái đường viền cần phải sáng nên là tôi sẽ chọn họ làm sáng ảnh này. Chứ các bạn sẽ chọn là làm sáng ảnh. Đây, làm sáng ảnh đây. Tiếp theo Ctrl C, Ctrl F lần nữa thì cái đường viền nó sẽ sáng hơn để mình lấy được cái vị trí nét của đối tượng của chúng ta. Sau khi đã làm rõ cái biểu tượng này xong thì cái hình này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đen nha, hoặc là đưa về trạng thái ban đầu thì các bạn có thể cầm máy xóa thùng rác cho tôi. Cái biểu tượng của chúng ta đã có gradient này, Ctrl Shift O biến chữ cho thành đối tượng thường, sau đó thì chọn màu đen này. Sau khi đã có màu đen xong thì các bạn có thể chọn hiệu ứng, chọn cho tôi 1 và 2 và cái này thì chúng ta để về 0. Quét qua cả hai và ấn là Ctrl B để nó chuyển độ. Và cái này bạn tích nút vào công cụ Blend nhé. Ví dụ chúng ta chọn là 15. Trong trường hợp mà nó bị như thế này này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì các bạn chỉ cần kiểm tra cho tôi cái thuộc tính như View và chọn vào Ctrl Shift and E dài. Nhìn thấy không ạ? Có rất nhiều bạn bị như trong trường hợp này và số lượng của chúng ta có thể tích đúp lại một lần nữa và chúng ta sẽ chọn là 30. Nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Sau khi đã làm xong thì tất cả đối tượng này đưa vào đây thì thường thường nó sẽ bị như này. Hãy chọn cho nó một thuộc tính đó là Multi. Và đã là Multi xong thì bạn phóng to cái này lên cho tôi và đặt đúng vị trí là xong rồi. Cho xuống dưới một đối tượng. Đó. Và cái này thì các bạn gõ cho tôi giá trị là 68 để cho nó mờ, tôi không nhất thiết phải sáng đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta được nha. Chữ này lùi xuống một tí nữa. Nhìn chưa? À, sau khi đã có được cái biểu tượng này xong, các bạn có thể dùng thư viện. Chúng ta có rất nhiều loại thư viện như sau, ví dụ Ctrl O. À, chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào AI, chúng ta chọn vào thư viện. Đây, chúng ta sẽ chọn vào thư viện. Trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ánh sáng. Bạn thích lấy cái nào thì bạn chọn cái đấy. Ví dụ 14 này tôi ấn vào đây, Open. Những cái này thì nó là RGB nên là bạn có thể sử dụng một cách thoải mái. Ví dụ như chúng ta ăn group ra. Cái tia sáng này các bạn nên dùng Ctrl X. Sau đó sang file thiết kế của các bạn Ctrl V. Và đặt vào, yên tâm một điều rằng là chắc chắn là sẽ rất là bắt mắt. Nhìn chưa? Chúng ta đẩy vào đây một thằng, thấy không ạ? Tiếp theo chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl O. Cái này của chúng ta nó có rất nhiều ánh sáng, nhìn thấy chưa? Lấp lánh, chúng ta chọn vào đây Ctrl X, sau đó lại sang file thiết kế của các bạn Ctrl V. Và cái này thì các bạn hãy xoay cho tôi một chiều, nhớ là cái chiều này nó phải phù hợp với cái này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ cầm biểu tượng này, chúng ta sẽ đặt vào đây.
Và cái này các bạn sẽ kéo xuống đây cho tôi một tí. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phóng to ra để cho nó bắt mắt ở vị trí mà chúng ta cần thiết. À, có nhiều bạn có thể cầm điểm này kéo và bẹp như này để nó phát sáng cho này nhé. Giữ phím an kéo sang bên này. Dùng phím cái gì? Nhá, đúng rồi, O. Chúng ta sẽ đảo ngược lại. Và với cái này thì các bạn sẽ cầm cái biểu tượng này đặt vào đây. Thực ra làm ra một cái sản phẩm thì nó không khó, nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó bắt mắt thôi. Đây, ví dụ cái này chúng ta chưa đủ lớn, chúng ta sẽ phóng to này. À, chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong, quét qua cụm chữ này, giữ shift, quét qua cái này và đẩy lên trên đây một tí nữa. À, thế là chúng ta đã có hơi bị kích bố cục quá, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ cầm biểu tượng này. Ở đây nó sẽ có 3 cái tiêu chí cho các bạn, lãi suất 0% trong vòng, cái này là một cái này. Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi ở vị trí này, T. Còn 3 vị trí rồi, tích vào đây, Ctrl V. Và tất cả những cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu y ngắn, chỉ vào đây lấy được cái màu sắc màu vàng. Các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu vàng như thế này, màu thẳm. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn gì, các bạn sẽ đẩy cho tôi tiếp theo một lần nữa là ở đây là 0% là trong vòng 3 tháng. Đây. Ctrl X. Đây là một nội dung nhưng mà nó có tiêu đề. Tiêu đề này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bold đậm. À, tôi sẽ chọn một cái phông chữ UTM để nó dùng hai phông thôi. UTM AVO. Nhìn thấy chưa? Sau đó thì các bạn sẽ tích xuống đây, tích vào đây cho tôi. Và chữ này nhớ là chúng ta có thể chọn là chữ thường. À, tôi cũng có thể chọn một cái màu vàng. Nhìn chưa? Bạn có thể được quyền chọn cho tôi là cái phông chữ của chúng ta tích. Và chúng ta chọn vào đây và chọn vào biểu tượng là chữ thường. Trong vòng 0% như này thì tùy các bạn, bạn cứ đặt tạo vào đây. À, một thằng. Cái thằng thứ hai các bạn sẽ kéo sang đây cho tôi. Số 2. Số 2 của chúng ta là cái gì? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chiết khấu. Từ chiết khấu này chúng ta sẽ tích vào đây, Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đây. Ctrl A, Ctrl V. Và từ bên này thì dùng phím Y ngắn chỉ thẳng vào đây để lấy được cái phông chữ bên này. Tiếp theo. À, cái này của chúng ta là chiết khấu khoảng 5% giá trị căn hộ. Ctrl X và sau đó thì các bạn sẽ tích sang đây cho tôi. T, V. Chúng ta y ngắn và chỉ thẳng sang đây để lấy được phông chữ bên này. Chọn 1, chọn 2, tích vào đây và căn bằng đầu phía trên. Nhớ là và tất nhiên chúng ta sẽ căn sang trái. Tất cả đang trái thì trái hết, được không ạ? Rồi tiếp theo. Chúng ta sẽ còn một cái nữa này, chúng ta sẽ cầm vào đây. Chúng ta sẽ có một cái nền tảng tiếp theo lần nữa, đó là gì? Tặng ngay. Ctrl X. 2 năm dịch vụ của một cái căn nhà, nó tính theo phần trăm của cái mức độ. À, nó tính theo mức độ về diện tích của các bạn và nó tính thành tiền. Mỗi một tháng thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền, từ tiền vệ sinh rồi dọn dẹp các kiểu, phòng cháy chữa cháy rồi bảo vệ. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây, Ctrl X. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi biểu tượng từ đây thì chúng ta sẽ kéo sang bên này. Chúng ta sẽ tích vào đây một tí và chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl V. Y ngắn chúng ta chỉ vào đây lấy. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có đối tượng 1, chúng ta có đối tượng 2, chúng ta có đối tượng 3. 0% trong vòng bao nhiêu. Cái này các bạn có thể nên dòng và tách vào đây cho tôi. Trong vòng 30 mấy tháng từ đây, nếu có đủ diện tích thì chúng ta dàn hàng ngang. Còn nếu không đủ diện tích thì chúng ta mới làm theo kiểu xuống dòng nhá. À, chúng ta sẽ phí dịch vụ sau. À, cái này thì tôi sẽ để về chữ thường cho nó chuẩn xác theo đúng cái hình thức mà chúng ta đang làm. Đó. Và chữ P thì tôi sẽ ghi viết hoa đầu tiên. Được chưa? Rồi, ba cái này tôi đã có 1, có 2, có 3, 1, 2, 3. Tôi sẽ quét qua cái biểu tượng này.
chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau là Ctrl X, được chưa? Và sau đó để các bạn có thể tích vào đây và xuống dòng, có nghĩa là tránh trường hợp để quản lý nhiều, còn nếu không thì bạn có thể đặt như này cho tôi, một chọn đây và căn trái cho nó chính xác nhá. Nào, tích này, 1, 2, tích vào đối tượng gốc, align 1 thằng. Tiếp theo, 1, 2, tích vào đối tượng gốc, align 2 thằng. Tiếp theo, 1, 2, tích đối tượng gốc, 3 thằng. Sau khi cả làm xong thì chúng ta quét qua và Ctrl G, quét qua, giữ shift nhé. Nhìn này, quét qua, giữ shift loại trừ này, Ctrl G. Tiếp theo, quét qua, giữ shift loại trừ thằng này, Ctrl G. Có 3 thằng rồi, chúng ta sẽ đặt từ vị trí, chọn 1, chọn 2. Đây. Và tiếp theo ông thứ 3 này. Chọn 1, chọn 2, chọn 3 và căn bằng đầu phía ngang ở phía trên. Đây, trong trường hợp này tôi tích vào đây làm gốc và tôi sẽ đặt bằng mép. Tiếp theo bạn sẽ nhìn này, ở đây nó sẽ có căn đều cho các bạn, bạn tích vào đây cho tôi. Nhìn nhá. Trong trường hợp mà nếu mà căn đều này chúng ta có thể chọn vào phương thức là bằng mắt, bằng tay tùy theo các tính chất của các bạn. Tất cả những đối tượng này chúng ta chọn là 1, chọn 2, chọn 3 và kéo nuôi xuống dưới để cái phạm vi diện tích nó xa ra. Tiếp theo phần nét này của các bạn sẽ cầm vào biểu tượng này kéo vào đây. Cái nét này của các bạn dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng trực tiếp là gradient. Các bạn có thể chọn như này. Trong phần gradient của các bạn thì bạn có thể đặt lên phía trên để nó phân cách giữa cái giá trị của các bạn mong muốn. Và những biểu tượng này các bạn có thể trở thành nét đứt, hoặc là các bạn có thể chìm vào nền hai bên. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ thể tích đúc vào đây và tôi sẽ làm cái hiệu ứng theo kiểu hình thức chìm vào nền hai bên. Các bạn sẽ cần chọn vào cho tôi một cái gradient đen trắng và một bên là đậm rồi thì bên này chúng ta sẽ là đậm nốt, là màu đen. Tiếp theo ở giữa là màu trắng. Và sau khi đã làm xong thì bạn sẽ thoát ra khỏi cái lệnh nên là đã xong được cái nét. Nhìn chưa? Đấy, tôi đã có được cái biểu tượng này rồi, 1, 2, 3 rồi. Ở trong cái phần này thì các bạn có sự phân biệt. Chúng ta có thể tách ra, chuột phải ungroup. Biểu tượng này thì tôi sẽ đẩy cho nó sáng lên một độ nữa. Ví dụ tích vào đây, để nó là chính. Còn ông dưới là phụ. Được chưa? Và tiếp theo một lần nữa thì ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là cái phần phía dưới là hotline. Nhìn thấy hotline chưa? Với cái hotline thì các bạn có thể ấn vào biểu tượng, tôi sẽ tích vào đây, Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là V. Dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây để lấy được cái màu. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, chúng ta sẽ đặt thẳng trực tiếp vào đây. Và lúc này tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình khối. Lúc này tôi sẽ dùng một cái hình lục giác, bởi vì đi theo đúng tiêu chí của hình của chúng ta. Lúc này dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây lấy một cái màu. Cái màu này thì tôi bắt đầu tôi sẽ sử dụng lại là cái thông số là gradient thường. Và tôi sẽ tích vào đây đấy là một cái màu đỏ. Tiếp theo tôi sẽ đặt vào bên này cũng là màu đỏ. Tiếp theo tôi tích vào đây tôi sẽ lấy màu đỏ đậm. Rồi, sau khi đã có màu cả hai bên rồi thì bắt đầu tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo dài ra. Và nhớ là cái kéo dài này nó phải phụ thuộc vào cái nút của chúng ta nhé. G. Kéo từ trên xuống dưới để nó phía trên sáng, dưới sáng và giữa đậm. Đây nhìn này, G này. Kéo từ đây này, kéo đây này. Trên sáng, dưới sáng, giữa đậm. Cái miếng đậm ở giữa của các bạn, bạn có thể kiểm tra thông số này bằng 50 để cho chính xác, nếu bạn nào thích nào kỹ tính. Còn bình thường thì tôi có thể dùng bằng mắt được. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Và tất nhiên là cho xuống dưới rồi. Tiếp theo cái đối tượng này thì chúng ta có thể chọn cho nó một cái màu để trắng tinh như này, nó bắt mắt. 1, 2, tích vào đối tượng gốc và chọn vào căn giữa. Tiếp theo kết qua cả hai, loại trừ, Ctrl G. Chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng giữa. Nhìn này chưa? Và tiếp theo một lần nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta sẽ tách ra. Cái này các bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl F cho tôi. Lúc này các bạn nhớ cho tôi nhà dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng và trực tiếp, là ví dụ chúng ta sẽ chỉ vào đây là cái nét viền này. Nhìn chưa? Chúng ta có nét viền này. Và sau khi đã có nét viền xong thì cầm cái đối tượng này và kéo một thẳng trực tiếp xuống đây. Một lần nữa. Nhìn không ạ? Chọn vào cái đối tượng này các bạn có thể tăng giá trị là số 2.
chọn 1, chọn 2, chọn cả 3 cái này. Đẩy cái này lên đây một tí nữa. Nhìn này chưa? Ở đây thì nó có những cái tiêu chí cho các bạn ở trong cái khung 1, khung 2 và khung 3 của này rồi. Nội dung tất của chúng ta đã đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ số hotline đã xong rồi. Nếu các bạn thích thêm nữa là mã quét QR tùy các bạn. Lúc này các bạn thích đặt cái logo vào đây hay là quét qua đối tượng này giữ ship. Nào các bạn nhìn vào đây chưa đâu? Nhìn nhá. Quét qua này, giữ ship quét qua này. Nhìn chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ đẩy cái đối tượng vào đây. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl G và chọn vào 1, chọn vào 2 và căn vào giữa đối tượng với nhau. Được luôn. Nhìn chưa? Và trình bày như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trình vụ còn 2 năm này. Chứ đây, cái này còn 2 năm. Chúng ta sẽ ghi nốt 2 năm vào đây. Cho nó chính xác. Nhìn chưa? Và lúc này cái tiêu chí này của các bạn là các bạn nhớ cho tôi là ví dụ vậy thấy nhưng mà cái này căn giữa được không? Chúng ta phải xem lại nhá. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chọn ở đây 1, 2, tích vào đây, căn vào giữa. Tiếp theo chọn 1, chọn 2, tích vào đây, căn vào giữa. Căn giữa tốt hơn tôi sẽ chọn vào căn giữa. 1, 2, tích vào đây, căn giữa. Và sau khi đã có những cái giá trị như thế thì các bạn có thể được quyền chọn lựa cho tôi một cái vạch ở đây. Y ngắn chỉ thẳng vào đây để lấy được cái vị trí của cái nét viền của chúng ta. Được chưa? Và sau khi đã có nét viền chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này. Nhìn chưa? Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái hiệu ứng gradient của nó đang là hiệu ứng gì? X này. Cái này bạn đánh 90 cho tôi. Nó sẽ từ trên xuống dưới. Và hai cái biểu tượng này các bạn có thể được quyền để chọn là 0%. Cái này bằng 0% cũng được. Không nhất thiết phải dùng mặt nạ nữa. Thì cái này của các bạn nhé, các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ cần phải tôi kéo đây. Tôi chỉ lấy muốn cái này phần giữa đây, cái này tôi kéo đây. Nhìn chưa? Thế là được rồi, cầm biểu tượng này, cầm biểu tượng này xong rồi. Chọn vào đây, 50. Đã xong. Nét viền của chúng ta đã có dòng phân cách giữa các đối tượng rồi. À, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này và kéo là trực tiếp từ đây đến đây. Cho nó dài ra để nó chiếm lĩnh cái này. Chọn vào đây, kéo đây. Chúng ta sẽ chia nhỉ. Tiếp theo cái nét này của các bạn thấy mà chưa hợp lý thì bạn có thể chọn vào chốc. Tích vào đây. Chúng ta gõ vào đây số 3 hoặc 2 là tự khắc chúng ta có được điểm này. Nhìn chưa? Vậy thì chia như này thì có nghĩa là khi mà mình chưa phải nói là xuất sắc lên đâu nhưng mà nó ổn định. Các bạn hiểu ổn định chưa? Và cái biểu tượng poster này nó sẽ gắn liền với giá trị là bạn phải treo nó phải không phải sát dưới mặt đất đâu nhá. Nhớ chưa? Nó treo tầm cho các bạn phía trên. Vậy trong trường hợp này các bạn có thể chọn là hotline phía trên hoặc là hotline phía dưới. Vậy trong trường hợp này tiếp theo một lần nữa là chữ này của tôi sẽ quét qua. À, tôi sẽ hạ thấp cái này xuống một tí nữa nha. Tôi quét qua tổng quan này, giữ ship này, loại trừ này. Tôi kéo này xuống dưới. Cái biểu tượng này tôi sẽ để ra ngoài nha. Tiếp theo cái chữ này tôi sẽ quét qua nha. Giữ ship, tôi loại trừ ông này. Thì cái ông này tôi sẽ đẩy to nha thầy họ. Quét qua, giữ ship, phóng to. Nhìn này chưa? Và trong trường hợp là khi nó ổn định rồi thì các bạn sẽ cầm biểu tượng này kéo xuống dưới cho tôi một tí nữa. Tiếp theo, chọn vào đối tượng này quét qua, Ctrl G, chọn 1, chọn 2, và đối tượng nằm giữa. Tiếp theo, chọn vào đây, bắt đầu mới đặt cái này vào đây. Thực ra là để cho nó bắt mắt thì các bạn sẽ thấy rằng là Việt Nam mình thì hay làm những cái kiểu như thế này. Nhìn chưa? Và cái biểu tượng này bắt đầu mới đẩy toàn bộ cái này lên, quét qua tổng quan, chọn ở đây, nhìn nhá, quét qua này. Đó, các bạn sẽ đẩy cái này lên trên đây cho tôi. Mọi người nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta sẽ đạt đến mức độ ổn định thì chúng ta sẽ quét qua tổng quan một lần nữa, giữ ship loại trường này, kéo lùi ra ngoài xuống để chữ nó đỡ bị sát quá. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái poster chúng ta đã xuất hiện và trên cái nền tảng là chúng ta quét qua. Những cái này không cần thiết nữa, xóa đi. Được chưa? Và tiếp theo này các bạn sẽ nhìn này ghép vào cái phối cảnh
Bạn nhớ là phải ghép phối cảnh nhá. À, nếu mà bạn nào ghép phối cảnh được rồi thì càng tốt. Chúng ta sẽ chọn cho xuống dưới này. Nhìn chưa? Và cái màu này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu xanh đậm. À, hoặc là một cái màu đỏ, nhìn chưa? Thì cái hình thức của chúng ta đã thiết kế đã xong. À, chúng ta đã thiết kế xong một cái poster liên quan đến một cái bất động sản. Chúng ta ấn phím F, full màn hình và phóng to như này. Nhìn chưa? Và cái này nó sẽ sử dụng như thứ nhất là bố cục liên quan đến thương hiệu. Thứ hai, hiệu ứng hòa trộn. Thứ ba là hệ thống RGB để các bạn có thể làm về online. Ví dụ có nhiều người đặt lên đây bảo là thầy ơi em muốn thay đổi cái này. Em muốn thay đổi cái này để nó trở thành cái giá trị in ấn. Thì tôi nói thật cho các bạn biết tất cả những cái hiệu ứng ở đằng sau background. Bạn quét qua và chọn là Rasterize để biến nó thành cái ảnh trước. Sau đó bạn chuyển thành CMYK thì in bình thường. Nhưng trước khi làm điều đó thì phải copy cái file này thành hai. Để tránh trường hợp khách hàng người ta yêu cầu sửa cái này sửa cái kia thì mình còn biết cách mà sửa. Chứ chúng ta biến thành một cái ảnh rồi thì sửa kiểu gì. Đúng chưa? Nha, hiệu ứng của chúng ta đã có rồi, chúng ta chỉ việc làm thôi. Để cho ép thêm lần nữa này. Và tiếp theo là những cái này bắt đầu các bạn có thể trang trí. Ví dụ, nhìn thấy chỗ này chưa? Những cái chỗ này các bạn có thể được quyền trang trí nha. Để chúng ta có thể lựa chọn này. Ví dụ, cái này tôi ấn vào Ctrl Z này cho các bạn này. Nhìn chưa? Cái này chúng ta ấn vào đây, Ctrl gì? X. Sang bên này các bạn ấn Ctrl V. Phóng to. Dùng phím O này, đảo xuống ra. Sau đó chọn vào đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2. Có nghĩa là đã đạt đến độ này thì tại sao chúng ta không làm cố gắng cho nó đẹp hết sức lên. Nhìn chưa? Và cái này các bạn có thể kéo bẹt nó lại. Các bạn có thể đẩy sang như thế này. Nha, đẩy đây, nhìn này, giữ phím An này, kéo này. Nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần phía trên nó sẽ sáng nhảy cho các bạn. Còn nếu không này chúng ta tự làm cũng có thể nở được. Nha. Và cái này muốn mà nó là một màu khác thì tôi khuyên các bạn hãy nhìn này. Ở trong đây thì nó có rất nhiều kiểu, bạn có thể chọn một color để hòa trộn. Cái màu này của chúng ta đang là màu vàng, chúng ta có thể thay đổi thành màu xanh được. Nhưng với điều kiện là các bạn sẽ phải cho lớp xanh phủ lên phía trên. Và cho một lớp xanh đấy nó sẽ là như thế nào. Đây nha các bạn nhìn này. Cái này của các bạn sẽ làm sao? Đẩy này xuống dưới một tí nữa. Để cho nó tràn xa cái mép ra một tí nhảy. Nhìn lên chưa? Phần thứ hai, bạn sẽ phủ lên cho tôi một cái màu. Cái màu này các bạn nhìn này. Tôi có hai sự lựa chọn. Một là tôi sẽ chọn vào cái màu xanh như này. Và sau khi đã có màu xanh xong thì tôi cho xuống dưới tất cả nhá. Đây, cho lên trên này. Từ từ, cái này tôi sẽ cho toàn bộ cái logo lên phía trên đã. Giữ shift loại trừ này. Cho lên trên. Đây, cái này thì tôi sẽ để quét qua này. Giữ shift này. Để cho lên trên tất cả này. Sau đó này, cái này các bạn sẽ đặt vào đây này. Chọn 1, chọn 2 này. Căn vào giữa này. Tiếp theo chọn vào đây. Được chưa? Cái này xuống dưới là chọn 1, chọn 2. Căn này vào giữa. Căn bằng đầu. Tiếp theo từ cái này của các bạn hãy chọn cho tôi hình thức hòa trộn là color. Nhìn lên ra màu xanh chưa? Có nghĩa là bạn muốn cho nó là màu xanh thì nó sẽ là màu xanh, màu tím nó sẽ là màu tím tùy theo tính chất của các bạn. Nhưng với điều kiện là của cái này của các bạn là gì? Nó phải là gradient. Và cái gradient này của các bạn, bạn được quyền chọn là cái bóng sáng này. Nhìn chưa? Bạn thích đúc vào đây cho tôi. Màu này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu xanh. Và chúng ta dùng phím G nhá. Nhìn chưa? Tiếp theo, tất cả những cái màu này của các bạn là phải là màu đen xì. Như tôi đã nói cho các bạn biết là cái này là 100 đúng không? Chúng ta sẽ gõ vào đây 100. À, chúng ta sẽ tích vào đây 100. 100. 100. Và sau khi đã có 100, 100 xong thì bạn sẽ cầm điểm này, bạn tích vào đây cho tôi và gõ vào đây bằng 0% được không? Nhìn 0% chưa? Opacity 0% mà chúng ta cầm cái biểu tượng này, chúng ta kéo từ bên này sang bên này cho tôi. Và từ bên này kéo sang bên này cho tôi. Các bạn có thấy là tôi đã biến thành màu xanh chưa? Và sau khi đã có xong thì bạn hãy chọn 1, chọn 2 cho tôi. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl G.
Sau khi Ctrl+G xong thì hãy chọn vào hiệu ứng quét qua đối tượng. Quét qua đối tượng để làm gì? Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2. Và chúng ta chọn vào biểu tượng là. Nhìn thấy chưa? À, thế là chúng ta đã có được hiệu ứng một cái thiết kế, một cái poster liên quan đến bất động sản. Sắc độ phải đủ nhá. Tôi nói đang nói cho các bạn biết là khi làm nó tốc độ là quan trọng rồi. Chọn theo hình, theo thương hiệu là đúng rồi. Theo đúng cái theo kiểu như ngôi nhà của Thiên Khôi rồi. Cái màu sắc của các bạn có thể dùng âm bản và dương bản. Nếu đặt trên nền sáng thì nó sẽ là màu tối và đặt trên nền tối sẽ là màu sáng. Và tiếp theo nữa thì bạn sẽ phải lấy được cái màu thị trường, màu thương hiệu là tỷ lệ phần trăm. Có nghĩa là nó là màu đỏ thì mình dùng bao nhiêu phần trăm. Nhưng phần thứ hai nữa là mình cũng phải dùng cái tiêu chí là chữ của chúng ta vàng gold để nó mang tính chất là nịnh mắt, bắt mắt với thị trường. Hiểu không ạ? Và trên phiên bản khi thiết kế ra một cái khu vực mà để chúng ta bán được bất động sản thì chúng ta nhìn nó phải đẹp đã. Nhìn đúng không? Tòa nhà phải đẹp này. Thứ hai nó phải có tiện ích nhé. Tiện ích này. Nội thất đẹp này. Thứ ba vị trí này. Nhìn chưa? Tiện ích, nội thất về vị trí. Còn tiếp theo nữa là sở hữu ngay này. Nhà này. Lãi suất phần trăm trong 0% trong 30 tháng này. Được chưa? Và tiếp theo là chiết khấu là 5% về giá trị căn hộ. Nhá, chiết khấu ngay. Tiếp theo, tặng ngay phí dịch vụ 2 năm. Mà phí dịch vụ 2 năm bạn sẽ nhân với giá trị là số mét lên. Nó rơi ví dụ như là ở bên Vin chẳng hạn, nó rơi khoảng 3-4 triệu chẳng hạn, hoặc là 3 triệu trên một tháng của một cái căn hộ khoảng 80 mét vuông chẳng hạn. Thì bạn nhân 1 năm. Một năm là có 12 tháng, bạn nhân lên, bạn sẽ ra được số tiền đấy. 2 năm bạn sẽ nhân được ra số tiền đấy, vậy thì cũng nghĩa là trừ đi 5% giá trị căn hộ. 5% giá trị căn hộ chúng ta 2 tỷ rưỡi, mà 5% là bao nhiêu tiền? Chúng ta lại trừ tiếp. Chứ chưa nói là chính sách của hồi xưa như Vin nó còn bán theo kiểu hình thức này. Bạn chỉ cần mua phát là ngay lập tức nó sẽ ký được hợp đồng cho bạn trừ chiết khấu phần trăm là cho thuê lại. Mà cho thuê lại mỗi tháng rơi tầm khoảng 15 triệu nhân với lên 10 tháng. Thì câu chuyện nó trừ thằng tiền 100 triệu đấy. Đấy nhá. Có nghĩa là tất cả tiêu chí đấy là sẽ dành cho cái bạn mà bạn tư vấn viên là cái số hotline này. Người bạn sẽ tư vấn cho các bạn. Được chưa? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì các bạn phải làm cho tôi một cái thao tác, nó là chọn vào file. Chúng ta chọn vào biểu tượng là gì? Package. Được chưa? Các bạn nhớ nhá. Cái biểu tượng này nếu mà chúng ta phải xếp lại này, chúng ta Ctrl S lại, chọn vào file, chọn vào Ctrl S nhá. Được chưa? Rồi, sau khi mà đã Ctrl S xong thì tất cả file ảnh này là đều là file mà nhìn thấy đường chéo chưa? Thì buộc là các bạn sẽ phải chọn vào file và bạn phải đóng gói. Có nghĩa là file này phải xếp rồi thì mới đóng gói được, còn không xếp không đóng được. Nha, đóng gói để làm gì? Để thứ nhất là các bạn sẽ chọn vào đâu? Ví dụ trong trường này, thấy chưa? Ổ này tôi đỏ rồi. File nặng nên nó sẽ đỏ nhỉ? Nha, và các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến phần ổ. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta có thể chọn vào biểu tượng bài này. Thiết kế bất động sản Thiên Khôi. Được chưa? Và sau khi bất động sản Thiên Khôi xong thì ấn Enter vào đây thì nó xếp rồi. Còn lúc này chúng ta chỉ cần ấn vào Package là xong. Sau khi ấn vào Package xong thì chờ sâu nhìn đấy. Còn thứ hai ấn OK thì phải tự vào theo đường dẫn. Ví dụ sâu như này thì các bạn sẽ nhìn thấy chưa? File gốc. Thứ hai, đường link của ảnh. Thứ ba, phông chữ các bạn đang dùng cái gì. Thì sau khi làm xong cái việc này, các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác là chuột phải. Được chưa? Chọn vào, sâu, nén nó lại. Và nén nó lại thì mới gửi cho khách hàng nha. Chứ không phải là vứt luôn cái file đấy. Giống như có nhiều bạn vứt cho tôi cái file đấy là tôi bó tay. Ra ngoài nhé, yên tâm một điều rằng khách hàng nó chửi trong một thời gian. Hoặc là thậm chí là chủ doanh nghiệp nó chửi trong một thời gian. Thì bắt đầu chúng ta mới lên người được. Nói thì nó hơi phũ phàng nhưng mà thực sự là nó điên lắm, bởi vì làm sao? Đáng nhẽ nó lấy được tiền khách hàng rồi thì ông lại làm file sai thứ rồi. Thì bây giờ tự nhiên khách hàng nó bảo là em ơi tại sao không mở được file? Nó quay lên nó lại mất thời gian. Thời gian còn lại đang đi tìm khách hàng nữa lại phải giải thích cho, nén lại cho anh cái. Chứ chưa nói là trường hợp mà gọi điện mà cái ông đấy đang thuyết trình với khách hàng khác chẳng hạn thì ngay lập tức nó bị nhỡ việc không?
thì không cần biết khách hàng cứ phải chửi cái thằng chủ doanh nghiệp đã, chủ về thiết kế về đồ họa đấy, và mày làm kiểu gì mà bây giờ tao gọi mày mãi mà bây giờ dự án người ta chuẩn bị sắp treo rồi đấy, các bạn hiểu ngay chưa? Nên là đừng bao giờ là không biết những chi tiết nhỏ đấy. Chi tiết nhỏ nghĩa là gì? Chúng ta phải nén lại, và nén lại thì khi đưa cho file nhà in thì người ta sẽ cùng nén lại cho các bạn, nhìn thấy chưa? Nén lại, sau khi nén lại xong thì gửi cái file này cho khách hàng, thì khách hàng bắt đầu mới chuột phải, bắt đầu mới giải nén. Giải nén ra thì bắt đầu nó mới có phông chữ, nó có tên file thì bật nhá. Thì trước khi giải nén xong thì phải làm một cái nhiệm vụ đây, giải nén rồi thì vào phông chữ đây nhá, nhìn này nhá, vào phông chữ phải quét qua tổng qua toàn bộ này, chuột phải chọn vào cài đặt phông chữ đã. Máy người ta làm gì có, nó phải làm như này này, nó phải cài cái phông chữ của các bạn vào. Còn nếu mà nó đã có phông rồi thì nó không cần phải cài đâu, nó cứ thế mà táng luôn. Ví dụ máy của em đồng bộ với máy của thầy, ok thì gửi cho nhau rất dễ, được ngay, được chưa? Rồi bắt đầu mới cuối cùng mới là bật file này lên thì nó đã nhận phông chữ, nhận đường link, tất cả mọi thứ rồi. Thì bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn là xong, nhìn chưa? Và kết quả cuối cùng của chúng ta đã xong một cái poster liên quan đến tính chất thương mại, nhìn chưa? Ok, bài hôm nay thì thầy sẽ dừng lại đây và thầy sẽ gửi tư liệu cho các bạn, hoặc các bạn sẽ tự tìm kiếm và thiết kế cho thầy một cái poster liên quan đến bất động sản nha.